morning. Chúng mình đang trên đường đi học làm bánh. Bánh của Nhật tên là hoa qua. Đúng không chị? Đây là chị Dung. Lát nữa sẽ phỏng vấn. Phỏng vấn về việc đi làm ở công ty Hàn Quốc. Chị, cái làm bánh này là bao tiền nhỉ? 52.200 à? Đấy là sau giảm giá đúng không? Trước đó là 58.000 à? Sẽ được một hộp bánh rất to. Bánh của Nhật Bản, đúng không? Đi học từ 10 giờ sáng, chăm chỉ không? Học ở trường thì nghỉ.뒤를 이용해서 진짜 부럽다. 아니 복숭아 아시던 언니는 chỉ cần cho vào trong tủ đông thì sẽ để được 3 tuần. Chị yêu, hãy cho cảm nhận sau khi làm xong, hoàn thành xong. Hôm nay mình cảm nhận là mình rất có hoa tay. Mình có năng khiếu phẩm sinh. Tổng thời gian làm là 2 tiếng đúng không nhỉ? Hơn 2 tiếng. Nhưng mà thấy cũng dễ làm đúng không? Ừ. Không có nỗi khó lắm. Nó cũng dễ lên màu. Với cả nhìn để đẹp được trọn vẹn thì không nổi, nhưng mà thôi nhìn cũng ra hình hài. Ít nhất là bông hoa nhìn vẫn ra là bông hoa. Bây giờ thì đi về thôi. Về đây. Bye bye, bye, bye.